bốn năm tuổi đi mẫu giáo. Trời ơi, 4 năm tuổi mới cho con người ta trở lại giới tính á. Trời, hay thiệt ha. Nhưng mà sanh nó dễ nhưng mà nó đẹp không hả chị? Dễ, đẹp gái lắm, đẹp gái lắm, đẹp gái lắm, đẹp gái. Da trắng hồng. Trời ơi, cái mỏ đỏ, mỏ hồng luôn. Cô có tả lột bạch tuyết không vậy cô? Làn da trắng như tuyết, gì mỏ đỏ như son. Thỉnh thoảng làm. Tóc dài nó không có để tóc dài đó. Tóc dài luôn, buộc luôn, hai đuôi luôn, hai đuôi. Đến bây giờ em giả gái vẫn còn đẹp mà chị Thủy. Thôi. Thế? Em chưa thấy em giả gái luôn. Chưa, chưa bao giờ. Rồi hàng xóm đồ sao cô? Cứ có bị lầm lẫn gái không cô? Mặc lộn gái không, nhưng mà khi nào mà khi mà sanh nó ai lại thăm nó dở ra mới biết là trai. Mà ai cười tụi thăm tụi dở nhỏ ra. Tự thăm ta đựng mặt ta cho sữa thôi, ta hỏi thăm đồ về đúng thôi mà. Mà ngày xưa đẻ anh Tuyên ra cô rồi anh có bự như vậy không hay là nhỏ xíu? 3 ký 2. 3 ký 2 là bự đó, dài sọc hả cô? 3 ký 2. Dạ. Rồi lúc có bầu không ngén gì hết trơn? Không ngén không giá. Tới cái ngày cuối cùng là cô dẫn đi bán, nhưng mà tối đau bụng là đi sanh. Tại sao đặt tên là Ngọc lắm. Tuyên cô? Cái tên Tuyên nó lạ lắm, dù ngày xưa con thấy tên Hùng, tên Hiệp, tên Minh, tên Trọng. Tại vì cô mơ ước là con gái tên Tuyền. Giờ cái cô thấy chị Ngọc Tuyên hay, cái lỡ rồi đặt luôn. Bữa nghe mẹ kể là mẹ đọc một cuốn sách gì đó. Cuốn sách gì đó, cái mẹ thấy cái nhân vật tên Ngọc Tuyên đó, cái mẹ thích thích. Cảm nhân vật đúng không? Dạ. Rồi khi mà sinh anh Tuyên ra thì lúc đó gia đình mình sao cô? Lúc đó gia đình mình khổ. Rồi sinh ra đó là dễ nuôi lắm. Là cô phải đi bán rồi ở nhà ở với cố á, là uống nước cơm không? Không có tiền cơm. Đâu có tiền đâu, mua sữa hồi xưa khổ lắm. Dạ. Trời, nó lớn bằng nước cháo nước cơm không á, mà nó cao vậy đó hả? Trời, chưa uống sữa chắc giờ chắc 9m3 quá. Đúng rồi. Em còn nhớ hoài luôn, chuyên môn cái chiều chiều mà thí dụ nấu cơm á, cái bà cố đổ nước dư ra tí xíu, cái bắt đầu chắc nước cơm. Còn ai lấy cái giá múc nước cơm. Mà xưa đâu có đường cát như bây giờ đường, đâu đường ăn tán, bằng đường tán. Đường tán, đường tán bỏ vô có bắt đầu nó lan cái màu đường ra xung quanh nước cơm đó. Là đó bắt đầu ôm húp. Dạ. Mời chị ngồi. Chào cô. Chào chị Thủy. Dạ, cô mời chào Lâm. Chào Thủy. Dạ, mời anh Tuyên ngồi ạ. Chào Lâm. Dạ. Cô ơi, cô giới thiệu về bản thân mình để cho khán giả được biết đi cô ơi. Cô tên là Lê Hồng Đơn. Lê Hồng Đơn. Dạ, nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Hiện tại đang cô sinh sống. 63 cô 63 tuổi rồi. Dạ, hiện tại thì mình còn làm công việc gì không cô? Cô bây giờ là bán đồ ăn sáng. Bán đồ ăn sáng, mình cô bán gì cô? Bán hủ tiếu. Hủ tiếu. Bán cho công nhân ở trước cửa. Dạ, đi ghiền bán. Thật sự cái tuổi của mẹ bây giờ là nói mẹ bao nhiêu lần rồi, thôi mẹ nghỉ ngơi đi, cứ mẹ nói thôi nghĩ tao bệnh à, cho tao làm đi. Đúng rồi, người ta tại làm cho vui chị vẻ. Đi làm hồi đó giờ dạ. Nghĩ là mẹ quen là cái nhịp công việc phải làm liên tục, ở không chị không được. Dạ thì khán giả cũng như tất cả mọi người đều biết anh Tuyên, ai cũng biết gương mặt của anh rồi. Sẵn đây anh có lời chào khán giả đi anh Tuyên. Cho Quách Ngọc Tuyên xin phép được chào tất cả khán giả của chương trình Con Tôi Vô Số Tội. Chào chị Thanh Thủy, chào Lê Dương Bảo Lâm. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người. Áp lực không anh? Ở nhà anh tội đồ nhiều không? Nhiều quá. Nhiều lắm hả? Bây giờ anh có ngần ngại gì khi mẹ anh kể hết không? Hay là kể 30%, 40% hay 100% để mẹ anh tự tin kể nè? Kể hết đi. Kể hết đi. Một khi đã xác định bước vô đây rồi còn giấu giếm gì nữa. Dạ, như vậy là cô thoải mái nha cô nha. Kể hết tất cả các tật xấu của anh Quách Ngọc Tuyên. Dạ, bây giờ mình tính là cái thời mà có bầu trước đi ha. Nhà anh Tuyên là bao nhiêu anh em vậy cô? 5 anh em. 5 anh em. Tuyên có 5 anh em. Dạ, anh Tuyên là thứ mấy cô? Tuyên là nằm chặn giữa đó. Nằm chặn giữa là hai anh giữa đường cao tốc đúng không? Hai anh trai, hai em gái. Chính giữa bị BD. Chính giữa bị BD. Trời ơi, đi bà sao à? Đê mà con ẵm tay bồng ẵm theo. Dạ, ngày xưa có bầu anh Tuyên có ngén gì không cô? Có khó khăn gì không cô? Cô có bầu Tuyên thì dễ lắm. Mà tất cả đứa nào cũng dễ hết á. Dạ. Chứ không phải riêng một mình Tuyên. Mà khổ rồi đó, khổ lắm. Khổ cực hả cô? Dạ, là trước đi. Tuyên như vậy là có hai anh trai. Dạ. Rồi, chắc mê gái rất cô. Mê gái. Mê gái lắm, mang bầu vô là sắm con gái không. Đập nhưng mà gái, rồi đầu tiên là hèn con chi. Gái. Lớn có cốt rồi, nhẹ nha. Sanh ra con trai. Rồi lúc đó cảm xúc làm sao cô? Buồn nhưng mà cũng thương con. Dạ rồi mấy cái đầm đồ bỏ hết đó con? Không, mặc luôn. Không, mặc luôn. Trời ơi, là mặc đầm từ nhỏ? Mặc đầm, mặc đồ gái không? Mặc cho tới bao nhiêu tuổi mới hết mặc? Tới hình như là 4 năm tuổi đi mẫu giáo. Trời ơi, 4 năm tuổi mới cho con người ta trở lại giới tính đó. Trời, hay thiệt ha. Nhưng mà sanh nó dễ nhưng mà nó đẹp không hả chị? Dễ, đẹp gái lắm. Đẹp gái lắm. Đẹp gái lắm hả? Đẹp gái lắm.
da trắng hồng. Trời ơi. Cái mỏ đỏ, trời mỏ hồng luôn. Cô có tả lột mạch tuyết không vậy cô? Làn da trắng như tuyết, gì mỏ đỏ như son. Thỉnh thoảng có làm có để tóc dài đó không? Có để tóc dài tóc đó. Dài luôn, buộc luôn, để hai đuôi luôn. Hai đuôi. Đến bây giờ em giả gái vẫn còn đẹp mà chị Thủy. Thôi, thế? Em chưa thấy em giả gái luôn. Chưa bao giờ. Rồi nhờ hàng xóm đồ sao cô? Cứ có bị lầm là con gái không cô? Mặc đồ con gái không, nhưng mà khi nào mà khi mà sanh nó ai lợi thăm mới dở ra mới biết là con trai. Mà ai cười tụi thăm tụi dở nhỏ ra. Tự thăm ta đựng mặt ta cho sữa thôi, ta hỏi thăm đồ về nhưng thôi. Mà ngày xưa đẻ anh Tuyên ra cô, rồi anh có bự như vậy không hay là nhỏ xíu? 3 ký 2. 3 ký 2 là bự thương. Đó, dài sọc hả cô? 3 ký 2. Dạ. Rồi lúc có bầu không ngén gì hết trơn? Không ngén không, dạ. Tới cái ngày cuối cùng là cô dẫn đi bán, nhưng mà tối đau bụng là đi sanh. Tại sao đặt tên là Ngọc Tuyên cô? Cái tên Tuyên nó lạ lắm, dù ngày xưa con thấy tên Hùng, tên Hiệp, tên Minh, tên Trọng. Tại vì cô mơ ước là con gái tên Tuyền. Giờ cái cô thấy chị Ngọc Tuyên hay, cái lỡ rồi đặt luôn. Bữa nghe mẹ kể là mẹ đọc một cuốn sách gì đó. Cuốn sách gì đó, cái mẹ thấy cái nhân vật tên Ngọc Tuyên đó, cái mẹ thích. Cảm nhân vật đúng không? Dạ. Rồi khi mà sinh anh Tuyên ra thì lúc đó gia đình mình sao cô? Lúc đó gia đình mình khổ. Rồi sinh ra đó là dễ nuôi lắm. Là cô phải đi bán ở nhà, ở với cô á là uống nước cơm. Là không có tiền cơm. Đâu có tiền đâu, mua sữa hồi xưa khổ lắm. Dạ. Trời ơi, nó lớn bằng nước cháo, nước cơm không á. Mà nó cao vậy đó hả? Trời ơi, chưa uống sữa chắc giờ chắc 9.3 quá à. Đúng rồi. Em còn nhớ hoài luôn, chuyên môn cái chiều mà thí dụ nấu cơm á, cái bà cố đổ nước dư ra tí xíu, cái bắt đầu chắc nước cơm, còn ai lấy cái giá múc nước cơm. Mà xưa đâu có đường cát như bây giờ đường, đâu đường ăn tán. Bằng đường tán, đường tán, đường tán bỏ vô có cái đầu nó lan cái màu đường ra xung quanh nước cơm đó, là đó bắt đầu ôm húp. Dạ, là nuôi dễ nhưng mà chắc chắn từ thời thơ ấu được chắc phải bệnh giặt đồ này nọ đúng không cô? Có trận không? Có lúc mà qua 13-14 tháng á. Dạ. Lúc đó tiên cũng bệnh. Bệnh gì vậy cô? Như người quê mình nói là bệnh băng khỉ á. Băng khỉ thuộc là sao, có bệnh nó như sao? Nó cứ sốt ho rồi bị tiêu chảy từ từ, thấy con ốm mình dẫn cô dẫn đi chạy, nhưng mà làm như mình không đúng là sao á. Mà lúc đó Thủy làm biết sao, cái đít nó y hệt như con khỉ vậy. Dạ. Sao cô, nó đỏ đi, hay sao? Nó nhăn, nó xếp lại, nó ốm. Là lúc nó khổ thì vậy, cô đi bán vậy là cô nhìn là cũng khóc. Họ nhìn nó ốm yếu hả cô? Đâu có tiền đâu chạy đâu. Mà sao mai lên tới ông thầy đó đó. Dạ. Là chỉ đi xe đỏ, mẹ không có biết đường đi đâu, ta chỉ đi có 2.000+ tiền xe, mua có 1.000+ tiền thuốc rồi. Hồi xưa đó. Dạ. Vậy mày uống hết. Hèn chi giờ lớn lên nó có cái đích như bị dư âm tới bây giờ anh Tuyên. Ừ. Nó bị dư âm tới bây giờ luôn á. Giờ cũng không biết luôn. Đó, bệnh giờ. Là nó chỉ bệnh đúng một lần đó thôi. Một lần nó thôi rồi. Đã về lớn cô luôn là không có bệnh. Không bệnh nữa. Anh Tuyên nhớ không? Anh còn nhớ cảm xúc đó không? Không, thật sự lúc nó đó nhỏ quá. Không nhớ nổi. Mà có nào anh nghe mẹ anh kể về những vấn đề đó không? Có nghe mẹ kể lại là lúc đó mẹ khổ. Mà đi trong vô vọng không? Ai chỉ đâu là đi đó hả? Nghe mẹ kể là vậy. Rồi cái chỉ đi thầy này thì kia. Cuối cùng chỉ là mẹ nói đợt đó nhiều lúc ẩm đi bộ xa thiệt xa nữa. Như là mình không có tiền đi xe á. Lúc đó vất vả lắm là thật. Yeah. Đó. Lúc đó ba anh Tuyên làm gì cô? Ba ở nhà, ba đi bốc vác. Trời. Rồi lúc đó cô cũng buôn bán. Nói chung là nuôi một bầy con hả cô? Lúc đó là có mấy đứa em rồi sao chưa cô? Chưa, tiêm mới 10+ tháng chưa. À. Nhưng mà khi đi học đó, học giỏi, học ngoan không? Nó có khiếu văn nghệ gì không? Chừng nào mới bộc lộ nghệ thuật anh? Đến năm cấp 2 em mới bắt đầu là thích cái cảm giác mà văn nghệ. Mà lúc đó kỳ lắm, thích coi mấy bạn chơi đó mà vô phá không à, không có sinh hoạt với mấy người kia, mình dạng như thành phần bất hảo á. Dạ. Yeah. Vô cái quậy. Anh có cái kỷ niệm tuổi thơ nào anh nhớ nhất đến bây giờ mà anh không quên không anh Tuyên? Ngày xưa nhớ Tuyên với một bạn, hai anh em là chơi thân nhau lắm. Tầm lúc đó cũng còn nhỏ, học lớp 1, lớp 2 gì à, mà chưa biết bơi. Mẹ nhớ cái lúc mà đi tắm với ba với cái cống, cái đập không? Cái đập đó là thường thường là cứ nó bị cái vô cái huông không biết sao. Cứ mỗi năm là đúng có người mất. Cái hai anh em đang tắm, đang chơi vậy đó, cái nước xoáy, nước chảy mà cứ chạy cuốn rồi nè. Tại ba nó thấy rồi đó, mới xây cái đập sạch á, cái đi làm ruộng về. Tập cô đi bán xong rồi về, nếu sớm mà đi làm ruộng, hai vợ chồng làm ruộng về cái dẫn con xuống tập bơi. Rồi là, sao cô sự cố tính gì lúc đó là mất luôn tiền.
Ủa là bơi là bị đuối hả? Nước cuốn. Nước nó cuốn nó xoáy kinh khủng lắm. Rồi ai cứu? Lúc đó ba nói là ba run dữ là tính là cuốn đi luôn. Mà nó chồi đầu lên ông chọt. Trời ơi là hên là chết lúc mà ba nhảy xuống ba nói là hai thằng chỉ nắm đầu đại là trúng nào hên trúng đó thôi. Rồi nắm lôi lên. Mà nắm được hai thằng luôn? Không, trúng ngay đầu anh. Còn cái bạn kia thì vẫn được ông anh của nó cứu được. À vậy là cũng không ai mất hết. Dạ. Rồi khi mà anh học xong 12 thì anh quyết tâm thi vô trường nào anh? Thi vô mấy trường? Lúc trước thì thi vô trường bên ngành điện lạnh. Bây giờ là chú thợ sửa điện hả? Ừ. Chú thợ điện lạnh. Đúng rồi. Nhưng mà lúc đi học đó, thì ở nhà cô cực kỳ khổ, nó không biết sao tả rồi. Nhưng mà nó hy sinh cho hai anh học. Yeah. Nó không đi học. Cái bắt đầu nó đi bảo vệ. Vệ sĩ Long Hải á, có yeah. người dẫn vô. Vệ vô đó làm. Ở nhà góp mua được chiếc xe. Là thí dụ 7 giờ nó làm đi, là 3-4 giờ nó đi theo chị rồi, đặng nó chở chị đi bán. Giờ nó đi làm, giờ chiều về cái chờ mẹ bán xong rồi chở về. Rồi sao lại vào trường sân khấu hả? Nó đi học bảo vệ đó, yeah. Thủy biết sao không? Là nó ký hợp đồng 3 năm, yeah. Là trong 3 năm đó là vừa học vừa thi. À. Học xong rồi thi, tới chừng mà về cái đem cái giấy người ta báo là thi đậu sân khấu điện ảnh. Chị cầm tay giấy mà chị khóc. Khóc là không có tiền để cho con đi học. Dạ. Con mừng lắm. Là con mình nó học nó thi đậu vô. Dạ. Giờ nó nói mẹ đừng có lo, để con tự xoay. Là nó ký hợp đồng bảo vệ 3 năm á, là lấy tiền bảo hiểm. Mới đầu vô học thì thiếu. Thiếu giờ thí dụ như có nó đang đi học rồi có ai kêu làm mà như là đóng vai quần chúng gì cũng đi luôn. Cái nói nó nói mẹ ơi, con đi ai mời vai quần chúng con cũng đi. Con đi để con học thêm. Chứ con không mất cỡ. Thực sự thời điểm đó cực kỳ khổ. Không, làm bởi vậy cách giả mang luôn. Có thời gian là trong túi có 1.000 đồng. Mà ăn ổn thì không ăn không được luôn. Nhịn đói từ sáng cho tới chiều rồi. Tối ra, bắt đầu ra công viên á. Tối khuya luôn ra công viên là mua bánh mì. Cái cô đó chỉ còn 3 ổ bánh mì mà cô bán bánh mì thịt. Cái mình mua bánh mì không, cô cũng bán, cô định bán rồi. Cái đụng cái có một cặp kia chạy xe tới. À cô ơi bán cho con mấy ổ bánh mì thịt. Cái cô đó cũng lịch sự, cô xoay qua, cô nói con vậy thông cảm giùm cô, cho cô bán hết 3 ổ này để cô về. Con kiếm chỗ khác mua bánh mì không giùm cô ăn nha. Đó, có 1.000 đồng mà ăn một ổ mình không, không được. Rồi những lúc mà đi quay phim, quay quần chúng á chị. Ở trong túi là biết chắc chắn là mình hết xăng rồi. Xe không còn xăng luôn á, còn nhớ luôn cây xăng bên quận 8. Đuổi ra đổ đại, chú ơi đổ con 10.000 xăng. Đổ xong rồi mới thú nhận với chú thật sự là con hết tiền rồi, con không có tiền, con đổ đại á. Bây giờ chú mà kêu rút xăng ra trả cũng phải chịu chứ sao giờ. Cái được cái là chú cũng dễ thương, chú nói mày lì lắm á nha mày, thôi đi đi. Khi nào có trả tao, không có cũng được. Cái em quay cái đến lúc mà có tiền rồi á thì cũng quay lại trả tiền cho chú đàng hoàng, chú không bị bất ngờ. Ủa mày trả hả? Tưởng đâu mày đi luôn rồi chứ, thằng này được nè. Tưởng lừa kìa. Rồi khi mà anh tuyên đậu thì sân khấu là cô lúc có vui, lúc có buồn, rồi sợ là không có tiền. Nhưng mà có ngăn cản thì sao, có ủng hộ gì không cô? Không, không ngăn cản, nhưng mà nghe con đậu mình mừng. Với là bên dòng họ mình chưa ai làm gì bên nghệ thuật này. Yeah. Hồi lúc mà coi tivi á là trong tâm cứ nói với tụi nó mẹ hy vọng là mấy đứa tụi con có một đứa lên trên màn hình đó, mẹ vui lắm. Mà thật sự là có nó. Dạ. Yeah. Rồi qua cái thời gian mà đi quần chúng là anh tuyên nhớ bộ phim nào mà ấn tượng nhất đầu tiên của anh mà mọi người biết đến anh? Hình như cái vai quần chúng đầu tiên là đi cái gì mà Dưới Cờ Đại Nghĩa á, nhớ luôn, đóng chung thầy Thục. Cái đó là cái vai lớn nhất đầu tiên á. Mà lúc đó người ta đã ấn tượng chưa? Chứ lúc đó làm gì vai ấn tượng là cái vai Sổ Xì Trâm đúng không? Tôi nói gì Trâm khán giả cũng mẹ biết. Mẹ sẽ nhớ nè. Bây giờ mẹ nhớ nè. Mẹ sẽ là nhớ cái người mà cái vai đầu tiên khi mà mẹ coi ở trên truyền hình hay là trên màn ảnh rồi. Bây giờ cái tựa phim thì chị không nhớ, nhưng mà nhớ bộ phim gì mà đóng ở dưới đầm tôm ở dưới Cần Giờ á. Yeah. Đóng chung với là Cao Minh Đạt. Thế nào nhớ chút nhớ liền nhớ luôn cái bạn có Lê Phương nữa. Tựa thì chị quên rồi. Yeah. Là nó là người đi giữ đầm tôm. Yeah. À, đóng dở đời đó. Nhưng mà mình tự nhiên thấy con cũng cảm thấy mừng cái lòng nó vui lắm. Trời, lúc đó có khoe hàng xóm gì không con? Ăn sớm ta câu sáng người ta lời là người ta nói rồi. Thôi, lúc đó cảm giác làm sao nè, lúc đó cảm giác vui sao? Cô mừng lắm chứ cái sao, giờ không tả được. Không tả được hạnh đi phúc lắm. Đi ra chợ thí dụ mua rau, mua cá gì vậy? Chị tối em thấy con chị á, mừng lắm, tới bây giờ cũng vậy. Nó giờ cái người ta nói là con chị này nó đóng thấy được rồi đó, nhiều lên tivi nhiều thì cứ gật đầu thôi. Nhưng mà trong bụng mừng lắm. Mừng lắm, nhưng mà không nấu sao người ta nói mình chảnh sao?
chảnh làm sao đúng không? Cái cảm xúc anh Tuyên khi mà thành công trên cái con đường sự nghiệp đến tận bây giờ thì như thế nào anh? À, thật sự đến thời điểm bây giờ Tuyên được như bây giờ đó, thì thật sự cảm giác trân quý lắm. Là coi như cái thành quả tất cả những gì cố gắng của mình đã được như vậy. Thật sự là vẫn có những lúc gục ngã thiệt. Có thời gian cứ nghĩ trong đầu, không lẽ bây giờ mày không làm được gì hết hả Quách Ngọc Tuyên, để giữ gì sao? Có trong đầu nghĩ là chắc theo nghề không nổi rồi, chắc ông tổ không chọn mình rồi, chắc bỏ. Nhưng mà suy nghĩ đó nó thoáng ra chừng vài ngày thôi. Em phải tự bản thân em giật dậy, không được. Bây giờ lỡ theo nghề rồi phải cố tâm, quyết tâm theo nghề, làm nghề cho bằng được. Phải lầy lội, phải lì lên. Đó rồi bắt đầu em cứ cố gắng. Mà thật sự ngày xưa cũng tại ham chơi nhiều quá, trách rồi cũng phải trách cho bản thân mình. Nhưng mà khi mà anh vô nghề chắc em nghĩ chắc cũng nhiều người dìu dắt anh đúng không Tiên? Mà người nào mà làm anh khắc cốt ghi tâm nhất? Thật sự đến giờ cái anh em để mà quý nhất là anh Hữu Lộc. Phải công nhận là anh Hữu Lộc lúc nào cũng nằm ở đây. Thời điểm đó là còn đang học năm 3 ở sân khấu trường mình á, là anh Hữu Lộc kêu về Nụ Cười Mới diễn. Thật sự là cảm ơn anh Hữu Lộc. Rồi thời điểm đó thì anh em giống như một gia đình á, anh Hoài Linh, anh Chí Tài, Nhớ Má Kim Ngọc, anh Long Đẹp Trai, anh Hoàng Mèo, anh Hứa, anh Đạt, Trường Giang, chung tất cả anh em như một gia đình đó. Dạ đúng rồi. Đến bây giờ là em đã thành công rồi nè. Như vậy thì chị muốn là em nhắc lại một cái kỷ niệm với mình, với mẹ mình. Là cái món quà đầu tiên, hay là cái số tiền đầu tiên, hay cái gì đầu tiên khi mà em thành công em gửi cho mẹ. Còn nhớ gì không? Còn nhớ. Mẹ nhớ không? Mẹ nhớ chứ. Đó là gì cô? Khúc giải. Khúc giải hả? Vừa diễn xong rồi đó, diễn thì nó kêu mẹ lên coi lắm. Diễn với bên Hữu Lộc Nụ Cười Mới. Cái xong rồi nó mẹ ra ngoài đi, mẹ chờ con nghe, mẹ đừng đi về. Rồi ra ngoài cái mấy đứa em vậy chờ, cái nó đem khúc giải. Nó nói con tặng mẹ khúc giải, mẹ về mấy mai bút đồ. Tự nhiên có tuổi thằng con mừng mà có tuổi. Nó nói cha mẹ nó nhớ tới mẹ. Nó mua nó tặng khúc giải về, mai bộ đồ mẹ phải mặc nha. Dạ, rồi khúc giải đi về cô cũng có mai đồ hay là cô để yên nguyên? Có mai đồ mà giờ cũ cũng vẫn còn giữ. Hôm nay đi cô cũng có đem theo luôn. Cô đem theo sao Tiên, đâu lấy đâu về anh lấy ra đi anh Tiên. Hồi là cái khúc giải đó hả? Theo nó không có qua văn gì đúng không anh mà? Không, cô mai giờ cô mai bình thường đó. Mai bình thường? Ừ. Thôi cái giải thì nó không có mắc đâu, nhưng mà cái tình nghĩa mới quan trọng đúng không? Trời ơi, bao nhiêu năm rồi? Nó đơn sơ mộc mạc, không có gì trơn trọi. Bao nhiêu năm rồi? Từ cái năm đầu nó diễn sân khấu Nụ Cười Mới. Vậy là bao nhiêu năm? Đã lâu lắm rồi, từ lúc 2006 đến giờ. Anh, nhưng mà em thắc mắc, anh cho mẹ khúc giải sao mai đủ cái áo còn cái quần đâu anh? Cái quần có mai được cái quần. Có mai một bộ đồ. À là có cái quần nữa. Có. Cái quần đâu rồi cô? Cũ, cô lấy cái áo. Là lấy cái áo kỷ niệm. Chương trình mời tôi 3 lần rồi, tôi từ chối rồi. Tại vì biết mời lên đây thế nào cũng khóc rồi. Chị nghĩ rằng là chị ngồi ở đây mà chị cũng phải chảy nước mắt. Mà chị cũng không ngờ cái đoàn mình thành Tân Trề á, cô biết không? Dạ. Tức là nó khóc ngay từ đầu cho đến cuối luôn. Chị cũng không kìm được. Mà cái mặt nó ly, cái mặt nó vô ly, ghê ghê, mặt nó ly. Mà nó nói hồi tụi nó khóc như mưa. Làm gì choáng váng luôn á. Chị bất ngờ trong 3 năm mà nó học á. Nó học ra bên sân khấu nè. Dạ. Nó mà đi về, cái nó nói mẹ con lên. Thưa ba con lên, đi lên. Tới sân cái vòng chạy vô. Cái đi vòng chạy ra, ủa con hỏi mẹ nãy giờ mấy lần sao chưa đi con? Nó không nói gì hết, là biết không có tiền. Suốt 3 năm là cô chỉ cho có 2 lần thôi. Mỗi lần 50 ngàn. Trời ơi, sao? Đó quê ở đâu anh Tiên? Quê dưới Long An, Cần Giuộc Long An. Thôi cũng thật gần á. Chứ gặp mà sáng nữa không biết tiền đâu đi. Lần đầu tiên đó thật sự giờ nhớ hoài luôn. Về họ chạy lên là không có tiền, không có một cắc trong người luôn á. Cứ xách cái xe chạy lên. Thì cứ nghĩ lên đây cứ xây gì được xây. Cái lên lấy cái cặp ra, tự nhiên thấy tờ giấy 50 ngàn ở trong đó. Là biết mẹ lén mẹ bỏ vô rồi. Mà mẹ không nói. Tự nhiên ngồi trong một góc, ngồi khóc, khóc, khóc như một đứa con nít. Tại vì cho nó không lấy. Nhưng mà giờ là vui rồi. Bây giờ vừa có con mà vừa có cháu nữa đúng không? Dạ, bé Bảo Ngư nhà em cũng được 8 tháng, 8 tháng rưỡi rồi. Tự nhiên đùng cái nó vợ về, lúc có cảm xúc cô sao con? Vui chứ. Vui. Vui. Vui nhưng mà thương con dâu nhiều. Tại sao thương cô? Tại vì đứa ấm hy sinh. Nó đẻ cháu nội cho mình, nhưng mà tội nghiệp nó. Buồn cái bà xui bà cũng nói bây giờ cưới hay không cưới không quan trọng chị ơi. Tại vì chị lên chị ở với anh Tuyên năm mấy 2 năm á.
miễn là sao con hạnh phúc được rồi. Dạ. Chừng nào nó làm có tiền và nó làm lễ cũng được. Dạ. Thực sự đến bây giờ hai đứa em vẫn chưa có một cái đám cưới chính thức. Dạ. Rồi sao anh định khi nào nè? Thì anh vẫn cảm nhận, anh biết được cái người phụ nữ người ta thèm được cái cảm giác khoác lên mình chiếc áo lắm. Dạ. Áo cưới lắm. Thì anh hiểu được cái cảm giác đó. Nhưng mà anh cũng nói với vợ giờ cái công việc của chồng là như vậy, thì thôi xin miễn vợ chồng mình cảm giác thương nhau, sống hạnh phúc với nhau là đủ. Còn sau này lỡ như mà con có lớn á, rồi mình cưới. Lúc đó chưa có con mới nói, lỡ sau này mình có con lớn, mình cưới cái con cầm cái tà áo dài của vợ đi thì nó cũng hay hay. Thấy thương chứ bộ, cưng lắm luôn á. Tiên là cũng định đúng không? Được cái thì có cưới sẽ cưới, nhưng mà khoảng thời gian nào đó. Nên vợ nó thôi chồng cứ tập trung vô công việc đi, nhưng mà vẫn yêu vợ là được rồi. Rồi ở nhà bây giờ hiện tại là cô đang ở với anh Tuyên hay sao cô? Không, giờ cô về quê. Về dưới quê rồi. Không biết là ở nhà là anh Tuyên cái tật xấu gì không cô? Hồi nãy anh Tuyên nói là cứ tự nhiên thoải mái đi, cô kể 100% đi. Ở nhà có gì xấu xa cô cũng kể hết đi cô. Tại vì chương trình là con tôi vô số tội mà. Có ngủ nướng. Ngủ nướng hả cô? Ngủ nướng, ngủ có hay nhậu không? Hay nhậu nhiều đúng không cô? Không, sau này làm nghề này mới nhậu chứ xưa không nhậu mà không hút thuốc, không gì hết. Mà giờ còn nhậu không cô? Không việc giờ có vợ, vợ canh đúng không cô? Trời ơi, anh nhậu đâu ngu cho mẹ biết. Dạ, đúng rồi. Rồi sao nữa cô, ở nhà có tật gì nữa không cô? Bề bộn không cô? Không, gọn lắm á. Gọn luôn, trời ơi, sao mà tốt cái gì không có gì chơi trời. Tính tốt dữ vậy. Tính như người hoàn hảo vậy. Hoàn hảo luôn á, kể cái vụ nãy giờ mà không kể được. Đúng nhà hiếu thảo thương anh em gia đình. Hy sinh cho anh nè, mình đi làm để cho anh đi học nè. Xong rồi cũng quà đầu tiên là nghĩ cho tới mẹ nè, tự thân tự lập rồi. Ra ngoài có quýnh lộn mà xấu rồi. Cứ lừa bịp hả? Có trận nào nhớ không? Nè bây giờ anh tự kể tật xấu của anh cho mọi người biết đi anh Tuyên. Chứ bây giờ dù nhiều khi sao mẹ quá mẹ kể không được. Thực sự là có nhiều chuyện xấu mà không dám để cho ba mẹ biết. Tại vì sợ ba mẹ biết nhiều không tốt. Ngày xưa á, mẹ khổ với ba anh em tụi em nhiều lắm. Hầu như cái nghề nào mà chân chính mà kiếm ra được tiền là hầu như mẹ đã làm trải qua hết. Mẹ đi bán cá, bán gà, bán tôm, bán rau, bán khô, bán này nọ tất tật mẹ làm hết. Có những lúc mẹ đi bắt vịt rồi lúc 2-3 giờ sáng bị rắn cắn này nọ. Trời ơi. Mẹ làm hết, còn ba anh em ngày xưa á, nhiều lúc một tuần lễ quýnh lộn 100 lần. Thôi là quýnh ba anh đi kiếm chuyện quýnh người ta hay sao anh? Tại cái khu tiền ở khu bên em là khu xã. Qua bên kia đó chơi cái mình là dân xã qua chơi bị đè á, kéo qua kéo lợi anh em bị quýnh thì cũng toàn đứng ra binh anh em không à. Thỉnh thoảng sắp lá cà dạ, bây giờ còn quýnh đâu chị là có ba anh em bây giờ kia con là ta có thằng vậy đó. Hèn khi bây giờ đóng mấy vai giang hồ đóng ra dễ sợ, anh Di Cá dơ đó khỏi đóng mà cũng ra thần thái dễ sợ thiệt. Cô ơi, ngày hôm nay sẵn chương trình con tôi vô số tội, không biết cô có điều gì muốn nói với anh Tuyên, tuy rằng bây giờ hai mẹ con không ở chung nữa, lâu lâu thì gặp, không có biết cô có điều gì muốn nhắn nhủ với anh Tuyên không cô? Cô thì muốn nhắn là con của mẹ lúc nào cũng phải có chữ hiếu và chữ đạo, những gì tốt là Nói chung ba mẹ cứ muốn là năm anh em sống sao sống đúng nghĩa, đúng là cái tâm mình cảm giác cái gì cư xử đừng có sai trái là được rồi. Em có lời gì muốn nhắn nhủ cho mẹ? Hiện tại sức khỏe của cô sức khỏe nè, ổn định không anh Tuyên? Không có bệnh. Mẹ bị khớp. Bị khớp đúng không cô? Thì... cái chân hơi nhỏ đúng không cô? Rồi đi lại có khó khăn, có bị vấn đề đau nhức đồ gì không cô? Có, cô đi cô phải có cái đai. À, lúc lên cho nó ở năm mấy 2 năm là nó vẫn đi trị bệnh. Rồi bây giờ đỡ chưa cô? Đỡ. Dạ. Nói chung nói bây giờ thì kinh tế thì đỡ hơn ngày xưa rất là nhiều rồi. Bây giờ làm bằng tất cả mọi cái gì để mà cho sức khỏe của ba mẹ cho tốt mẹ. Nhất thấy cái gì ngon, cái gì hay, cái gì bổ thì cứ lo cho ba mẹ. Biết là anh Tuyên rất là thương mẹ, nhưng không biết nhân chương trình này anh có lời gì muốn nói với mẹ để cho mẹ đỡ lo, hoặc là có điều đó yêu thương gì đó giờ nó không được mà nhân chương trình này em gửi đến mẹ của anh không anh Tuyên? Thì trước giờ thật sự là cái tình cảm của Tuyên mỗi lần mà dành cho mẹ cái gì là cứ thổ lộ ra ngoài. Có thổ lộ. Thí dụ như lắm á, con trai tới đây em thấy không có ai mà thổ lộ được hết trơn á. Đi về là ôm hung. Ôm hung. Đi lên là ôm hung. Giống như lâu lâu có mấy người bạn về chung chơi á, thấy ôm hung mẹ cái mọi người bị bất ngờ, nó gì vậy Tuyên, mày lớn rồi còn ôm hung mẹ vậy hả? Nhưng mà không, cái đó là chuyện bình thường, mẹ mình hung đúng như Tân Trà cũng đã từng nói mẹ mình hung. Dạ. Chương trình rất là cảm ơn Tuyên và mẹ
hôm nay đã đến để chia sẻ, tham gia những cái điều mà khán giả cũng rất là muốn biết. Phía sau cái màn ảnh, phía sau cái hào quang của tụi mình thì nó cũng bao nhiêu cái thăng trầm, cũng đầy tiếng cười và nước mắt, đúng không? Mình rất cũng là con người mà. Đúng, rất là không, cảm nhưng mà em rất là bất ngờ cho chương trình này, em mới biết được hoàn cảnh của anh Tuy. Đó giờ em tưởng anh là ngậm thìa vàng, là mới đẻ là ngậm thìa vàng á. Thấy mặt anh sáng sủa lúc nào anh cũng đẹp đồ này nọ. Lần đầu tiên mà em nghe được cái cảm giác mà anh khổ gì luôn anh Tuy.